Mặc dù buộc tội TikTok bị chi phối bởi chính quyền Trung Quốc, nhưng khi lắng nghe chất vấn của nghị sĩ Nancy Mace đối với cựu tổng cố vấn kiêm trưởng bộ phận pháp lý chính sách và tín thác của Twitter về những sai phạm trong chương trình chống dịch COVID, chúng ta mới nhận ra các app công nghệ của Mỹ vẫn đang bị chi phối bởi chính phủ Mỹ nhiều như thế nào. Bà đã từng học tại trường y nào vậy? Tôi không học trường y nào cả. Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ. Tôi không học trường y nào cả. Tôi cũng đoán là như vậy. Tại sao bà lại nghĩ bà hay bất cứ ai ở Twitter có đủ trình độ y học để kiểm duyệt ý kiến của các chuyên gia y tế? Chính sách của chúng tôi đối với COVID được thiết kế để bảo vệ các cá nhân mà chúng tôi nhận thấy. Các ông bà đã kiểm duyệt ý kiến của các bác sĩ tốt nghiệp tại Harvard, Stanford và những trường y tốt nhất trên thế giới. Các ông bà đã chặn họ lên tiếng. Tôi có một câu hỏi khác, câu cuối. Bà Getty, chính phủ Mỹ có bao giờ liên hệ với bà hay bất cứ ai tại Twitter gây áp lực cho Twitter để kiểm duyệt các bài viết nào đó trên Twitter hay không? Có hay không? Chúng tôi có một chương trình. Chính phủ Mỹ có bao giờ liên hệ với bà hay bất cứ ai tại Twitter để kiểm duyệt các bài viết nào đó trên Twitter hay không? Có hay không? Chúng tôi nhận được mệnh lệnh pháp lý rằng chúng tôi phải xóa bỏ nội dung từ chính phủ Mỹ và các chính phủ khác mà ý kiến đó đã được công khai ở các website thứ ba khác. Cảm ơn Chúa vì có Matt Taibbi. Cảm ơn Chúa vì có Elon Musk. Mà chúng ta đã biết được Twitter căn bản cũng chỉ là một đơn vị của FBI. Đã kiểm duyệt các ý kiến của các bác sĩ thật sự, với trình độ chuyên môn thật sự và đẩy cuộc sống của những người Mỹ thực thụ vào chỗ nguy hiểm vì họ không có đủ thông tin.